Chết rồi, hôm qua quên hỏi cô ấy là căn nào. Bây giờ nhiều nhà như vậy, biết là căn nào đi trời. Mà không biết là Lan Anh về chưa nữa. Lan Anh ơi, Lan Anh ơi, Lan Anh, Lan Anh ơi, Lan Anh. Khùng ông nội, biết giờ này bây giờ không? Là lối ung sùm à? Hết hồn à. Vậy là cô ấy chưa về rồi. Nhưng mà bánh để lâu như vậy, hết độ giòn thì sẽ không còn ngon nữa. Hình như Lan Anh về rồi. Anh đưa tôi tới đây là được rồi. Anh đi về đi. Anh xin hứa sẽ đưa tất cả mọi thứ anh có được cho em. Nếu như suôn sẻ, sau này em sẽ trở thành bà chủ của công ty Thành Phát. Anh nói vậy em có hiểu không? Tất cả những gì anh nói với em đều hoàn toàn là thật lòng. Anh đi về đi. Tại sao cô lại ở đây? Sao mày lại biết chỗ ở của Lan Anh? Hay là mày đã gặp lại cổ rồi? Hôm qua là hết 2 năm quy ước rồi. Vậy ra hôm qua về trễ là bởi vì như vậy. Vậy còn cậu, tại sao lại gặp cô ấy? Mày phải biết chứ. Trong 2 năm qua, tuần nào tao với Lan Anh cũng gặp nhau. Và trong khoảng thời gian 2 năm mày không gặp được Lan Anh, chắc mày cũng không biết được là tao với Lan Anh đã trở nên thân thiết tới cỡ nào. Hơn nữa, tao không phải là binh quân, tao là Trần Gia Bảo. Mày nói sao? Tao cũng không ngại nói cho mày biết, trước khi đi tới tiệm bánh chua bánh mì để học, tụi tao đã chính thức tìm hiểu nhau. Vì bọn tao đã nhận ra nhau ở bữa tiệc mừng của công ty. Mày tưởng mày nói như vậy là tao tin hả? Mày đừng có nằm mơ. Nếu như không phải như vậy thì sao Lan Anh lại vào công ty Thành Phát để làm việc được? Lan Anh làm ở Thành Phát sao? Lan Anh giấu mày nhiều hơn tao tưởng. Mày đừng nói láo nữa. Những gì mày nói tất cả chỉ là bị đặt mà thôi. Nếu muốn biết lời nói của tao thật hay là giả, sao mày không gặp trực tiếp Lan Anh để mà hỏi thẳng? Tao đã từng nói, đừng bắt Lan Anh phải chờ đợi một thằng vô dụng như mày, vì mày không xứng đáng với cô ấy. Lan Anh thông minh và tham vọng hơn mày tưởng. Cô ấy sẽ không chấp nhận một hạng người như mày. Và tao tin không ai ở đây thích mày hết. Cả ba và Lan Anh, không ai thật lòng muốn mày quay về. Cho nên mày hãy bình tâm lại để nghĩ coi mày là ai. Phạm Hữu Nguyện. Nếu như mày cứ cố níu kéo thì sẽ càng khiến cô ấy khó xử hơn. Dù mày cố gắng học nghề làm bánh để tiến thân, thì cuối cùng, rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng ăn mày thôi. Mày hiểu chứ? Sẽ giữ được một người mãi mãi, càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ôm.